Bảo Lộc và Hồng Loan xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã chọn channel Loan Lộc để theo dõi những tin tức vlog cũng như giải trí. Ngày hôm nay là buổi chiều của ngày thứ ba, ngày 30 tháng 8 năm 2022. Loan Lộc xin kính chúc quý vị luôn luôn thật nhiều niềm vui và luôn thật nhiều sức khỏe. Bảo vệ học sinh ưu tiên hàng đầu của học khu Westminster trong năm học mới. Xe tải ở California đổ cà chua ra đường gây hỗn loạn. Tin từ Texas, cha bắn chết con trai vì đã dùng chai rượu hành hung người mẹ cao tuổi. Lindsey Graham cảnh báo sẽ có bạo loạn trên đường phố nếu cựu tổng thống Donald Trump bị truy tố. Quân đội Mỹ tạo cơ hội nhập ngũ cho người không đủ điều kiện. Tổng thống Joe Biden yêu cầu Quốc hội thông qua hợp đồng vũ khí 1,1 tỷ đô la cho Đài Loan. 94 nhà lập pháp đảng Cộng hòa yêu cầu bà Pelosi phản hồi về kế hoạch xóa nợ sinh viên của tổng thống Joe Biden. Nữ ca sĩ Jennifer Lopez chỉ trích khách dự đám cưới. Mỹ lo ngại về số phận rác thải hạt nhân ở Ukraine. Liên minh châu Âu cung cấp 5 triệu viên thuốc phòng chống phóng xạ cho Ukraine. Thổ dân cuối cùng của bộ lạc Brazil qua đời. Tỷ phú châu Á đầu tiên trở thành người giàu thứ ba trên thế giới. Tin từ Ấn Độ, cô gái 19 tuổi từ chối cầu hôn bị thiêu sống. Tòa Bạch Ốc cho biết các chiến hạm của Mỹ sẽ tiếp tục đi vào eo biển Đài Loan. Đài Loan bắn cảnh báo phi cơ không người lái của Trung Quốc. Tin Việt Nam, cựu bí thư tỉnh Bình Dương Trần Văn Nam bị tuyên phạt 7 năm tù. Liên đoàn nhà báo quốc tế lên án pháp lệnh mới của Việt Nam hạn chế quyền tác nghiệp của nhà báo tại tòa. Thưa quý vị, tin đầu tiên của chiều ngày hôm nay, bảo vệ học sinh ưu tiên hàng đầu của học khu Westminster trong năm học mới. Tin từ Westminster, California, học khu Westminster đang chuẩn bị bắt đầu niên học khóa 2022-2023 và muốn nhắn nhủ đến cộng đồng một số điều cần lưu ý trước khi vào năm học, quan trọng nhất là vấn đề an toàn của học sinh. Tiến sĩ Cindy Peake, giám đốc của học khu Westminster đã chia sẻ một số điều cần lưu ý cho năm học mới. Mở đầu, bà cho biết niên khóa 2022-2023 khai giảng vào ngày hôm nay thứ ba 30 tháng 8, học khu rất lạc quan cho năm học mới. Tiến sĩ nói rằng từ học sinh đến đội ngũ nhân viên, ai cũng vui mừng vì chúng tôi đã vượt qua được nguy hiểm của đại dịch Covid-19 và đã làm tốt trong năm học vừa qua. Trong năm học này, chúng tôi sẽ tiếp tục chú trọng vào sự an toàn của học sinh, nhưng ưu tiên đến các nhu cầu về xã hội và cảm xúc của các em nhiều hơn. Bà cho biết học khu Westminster ưu tiên những vấn đề đó là vì học sinh gặp nhiều khó khăn về giáo dục trong năm học vừa qua và điều đó tạo ra những vấn đề xã hội và cảm xúc cho các em. Chúng tôi sẽ làm mọi cách để các em vượt qua được các vấn đề đó để thành công trong năm học tới. Vì những vụ nổ súng bắn hàng loạt xảy ra gần đây ở Mỹ, trong đó có vụ bắn ở Uvalde, Texas hồi tháng 5, học khu Westminster cũng đang làm nhiều cách để bảo đảm học sinh sẽ an toàn trong năm học mới. Tiến sĩ Peck cho biết trong mùa hè, học khu Westminster đã lắp đặt camera an ninh trên cửa của mọi trường học. Bà cho hay là ai muốn đi vào trường phải bấm chuông ngay cửa và nhà trường có thể theo dõi qua camera. Với an ninh là ưu tiên hàng đầu, bà cũng cho biết là học khu Westminster đang làm việc với sở cảnh sát địa phương như Garden Road, Westminster và Huntington Beach để mà tăng cường tuần tra trong những ngày quan trọng nhất như ngày khai giảng. Xe tải ở California đổ cà chua ra đường gây hỗn loạn. Một vụ va chạm ban đầu của chiếc xe tải làm đã đổ hơn 150.000 quả cà chua, khiến chiếc xe tải chở cà chua này lao vào giải phân cách ở giữa trên đường cao tốc, làm đổ cà chua ra đường trên đường cao tốc đông đúc ở tiểu bang California và đã gây ùn tắc giao thông. Những quả cà chua bị dập nát bắn tung tóe làm cho 7 chiếc xe hơi đâm vào nhau và phần lớn cao tốc 80 nối các tiểu bang phải đóng vào ngày thứ hai. 3 người bị thương nhẹ và 1 người phải nhập viện vì gãy chân, lực lượng tuần tra xa lộ California cho biết. Khi đến mùa cà chua thì tài xế xe tải phải sử dụng đường cao tốc lớn để vận chuyển qua các tiểu bang. Vụ tai nạn đã để lại một biển nước sót màu đỏ trên đường, cảnh sát tuần tra đã cho biết. Xe hơi đã cán qua các trái cà chua, tạo ra một thứ nước cà chua sệt, trơn trượt và gây nguy hiểm. Vỏ cà chua, khi chúng dính vào mặt đường nhựa, nó giống như đi trên băng vậy. Các đội dọn dẹp đã cho phép mở đường vài tiếng đồng hồ sau đó. Golden State sản xuất hơn 90% cà chua chế biến của Mỹ và gần một nửa số cà chua chế biến toàn cầu, theo Hiệp hội những người trồng cà chua của California. Tin từ Texas, cha bắn chết con trai vì đã dùng chai rượu hành hung người mẹ cao tuổi. Một người đàn ông ở Texas vào ngày thứ hai đã bắn chết con trai khi bảo vệ vợ, tìm cách ngăn chặn người con trai này đang hành hung người mẹ.
Sự việc xảy ra vào sáng sớm tại một thành phố nhỏ ở Spring, cách Houston 24 dặm về hướng Bắc. Theo cảnh sát, người đàn ông 24 tuổi say xỉn đến nhà cha mẹ trên đường Ross Road vào khoảng 2 giờ sáng. Ngay từ lúc đặt chân vào nhà, anh ta đã kiếm chuyện với mẹ. Cuộc cãi vã đã trở thành bạo lực khi người con trai dùng chai rượu đang cầm trên tay để đánh mẹ mình. Người cha 75 tuổi đang ở trên lầu bị tiếng ồn ào đánh thức, liền thức dậy và xuống lầu tìm cách can ngăn. Khi đứa con trai xông về phía cha mình, người cha liền bóp cò súng, bắn trúng ngực anh ta chết tại chỗ. Cảnh sát đã đến hiện trường và đưa người phụ nữ trên 70 tuổi vào bệnh viện điều trị vết thương trên đầu do chai rượu gây ra. Bác sĩ cho biết là bà sẽ sớm được hồi phục. Các nhà chức trách đang điều tra sự việc, hiện chưa rõ khẩu súng của người cha bắn người con có được ghi danh hợp pháp dưới tên của ông hay không, cũng như những tình tiết nổ súng như thế nào. Văn phòng biện lý quận sẽ quyết định liệu người đàn ông có đối diện đại bồi thẩm đoàn để xác định có bị truy tố hay không. Một vụ bạo lực gia đình khác cũng đã xảy ra ở San Francisco cách đây chưa đầy 2 tuần. Vào ngày 19 tháng 8, cảnh sát bắt giữ tên Irvin Hernandez Flores, 23 tuổi, và truy tố nghi can hai tội danh sát nhân và một tội danh đột nhập liên quan đến cái chết của người cha và bà mẹ kế 41 tuổi. Nghi can nổ súng bắn chết Jose Hernandez, 47 tuổi, và bà Yesenia Soto, 41 tuổi. Và nghi can đã livestream trong trường hợp này. Vụ sát nhân xảy ra trước sự chứng kiến của con gái của hai nạn nhân 11 tuổi. Văn phòng biện lý San Francisco cho biết Forrest truyền hình trực tiếp kể cả đoạn lái xe đến nhà cha và người mẹ kế và tỏ ra vui mừng khi chứng kiến họ thiệt mạng. Lindsey Graham cảnh báo sẽ có bạo loạn trên đường phố nếu cựu tổng thống Donald Trump bị truy tố. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham cảnh báo rằng sẽ có bạo loạn trên đường phố nếu cựu tổng thống bị truy tố. Nếu họ tìm cách truy tố cựu tổng thống Trump thì sẽ có bạo loạn trên đường, ông đã tuyên bố trên một đài truyền hình. Tôi lo lắng cho quốc gia, bất chấp ngày càng có nhiều chứng cứ chống lại cựu tổng thống Trump. Nhà lập pháp đảng Cộng hòa cho rằng hầu hết bên phía đảng Cộng hòa đều tin rằng các công tố viên cấp tiến đang tìm cách bắt cựu tổng thống Donald Trump. Hầu hết đảng Cộng hòa, kể cả tôi, tin rằng khi nói đến cựu tổng thống Trump thì họ chẳng có luật lệ gì cả. Graham đã nói, tất cả là chỉ làm sao bắt được ông ấy. Quân đội Mỹ tạo cơ hội nhập ngũ cho người không đủ điều kiện. Quân đội Mỹ vừa công bố chương trình huấn luyện mới, cho phép những người công dân từng rớt đợt lựa chọn đầu vào có cơ hội nhập ngũ. Năm 19 tuổi, Jace Andrews muốn gia nhập quân đội nhưng lại liên tục rớt phần đánh giá học lực của quân đội hơn 10 lần trong thập niên qua. Bây giờ ở tuổi 29, Andrews cuối cùng có thể gia nhập quân đội nhờ chương trình huấn luyện mới. Các tân binh có thành tích kém sẽ được giúp rèn luyện học lực hoặc thể lực trong vòng 90 ngày để đáp ứng các tiêu chuẩn quân sự. Tôi không muốn từ bỏ ước muốn của mình, Andrews chia sẻ trong thời gian nghỉ ở trại huấn luyện Fort Jackson. Tân binh 29 tuổi nằm trong số hơn 300 tân binh khác của khóa học, và nếu Andrews có thể nâng điểm số trong bài kiểm tra của mình, anh sẽ được tiếp tục khóa đào tạo cơ bản. Chương trình này bắt đầu vào tháng 8 nhằm mục đích giúp quân đội tăng cường tuyển quân trong năm nay. Giới chức quân đội lo ngại số quân ngũ sẽ giảm 10.000 đến 15.000 người so với mục tiêu đặt ra cho ngày 1 tháng 10. Theo các viên chức, mục tiêu tuyển quân ban đầu là 60.000 binh sĩ. Tuy nhiên, thì quân đội sau đó đã hạ mức dự trù xuống còn 55.000 người. Khi chỉ còn một tháng nữa là tới tháng 10, giới chức trách nhiệm dự đoán họ sẽ tuyển được khoảng 45.000 người. Tướng James McConville, tư lệnh lục quân, đã đến Fort Jackson vào 26 tháng 8 để giám sát trực tiếp chương trình thử nghiệm. Ông thừa nhận các vấn đề tuyển quân và cho hay tình trạng này bắt nguồn từ nhiều yếu tố khác nhau. Đại dịch COVID-19 khiến các nhà tuyển quân không đến được trường học, hội chợ và các sự việc công cộng khác, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với sinh viên. Ngoài ra, tỷ lệ thất nghiệp thấp, mức lương và phúc lợi của các công ty gia tăng cũng khiến việc tuyển quân trở nên khó khăn hơn. Theo ước tính, chỉ 23% thanh niên từ 17 đến 24 tuổi đủ điều kiện về thể chất, tinh thần và đạo đức để nhập ngũ. Các vấn đề về hành vi đạo đức bao gồm sử dụng ma túy, tham gia băng nhóm tội phạm hoặc là có tiền án. Tổng thống Joe Biden yêu cầu Quốc hội thông qua hợp đồng vũ khí 1,1 tỷ đô la cho Đài Loan.
Hợp đồng mua bán sẽ bao gồm 60 hỏa tiễn chống hạm Harpoon, 100 hỏa tiễn không đối đất Sidewinder và gia hạn hợp đồng radar giám sát. Trong đó, hỏa tiễn Sidewinder sẽ được trang bị cho máy bay chiến đấu F-16 của Đài Loan do Mỹ sản xuất. Theo Politico, thỏa thuận mua bán trên không thể hoàn tất cho đến khi chính phủ Mỹ chính thức thông báo cho Chủ tịch Đảng Dân Chủ và các thành viên cấp cao của Đảng Cộng Hòa trong Ủy ban Đối ngoại Thượng viện và Ủy ban Đối ngoại Hạ viện. Mặc dù thủ tục này cần nhiều thời gian hơn dự kiến do Quốc hội Mỹ đang tạm nghỉ, các nhà lập pháp có nhiều khả năng sẽ thông qua thỏa thuận này. Phản ứng về thông tin này, Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ đã nói rằng họ sẽ yêu cầu Mỹ ngừng bán vũ khí cho Đài Loan do vi phạm cơ bản nguyên tắc một Trung Quốc. Phía Mỹ cần ngay lập tức dừng bán vũ khí và tiếp xúc quân sự với Đài Loan, cũng như dừng gây ra các yếu tố có thể dẫn đến căng thẳng ở eo biển Đài Loan và tuân theo tuyên bố của chính phủ Mỹ về việc không ủng hộ Đài Loan độc lập. Người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc là Liu Pengyu vào ngày 29 tháng 8 đã nói. Ngoài ra thì Bắc Kinh cũng đã yêu cầu Washington ngừng các cuộc tiếp xúc quân sự với Đài Loan để tránh làm căng thẳng thêm trong khu vực. Hơn nữa thì Bắc Kinh sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp kiên quyết, mạnh mẽ để bảo vệ vững chắc chủ quyền và lợi ích an ninh của Trung Quốc. 94 nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa yêu cầu bà Pelosi phản hồi về kế hoạch xóa nợ sinh viên của Tổng thống Joe Biden. Gần 100 nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa đang kêu gọi một phản hồi từ Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi sau khi Tổng thống Joe Biden tuyên bố sẽ xóa khoản nợ vay sinh viên của chính phủ liên bang trị giá hàng trăm tỷ đô la vào hồi tuần trước. Yêu cầu này được đưa ra trong một bức thư từ dân biểu Jody Hines, Đảng Cộng Hòa Georgia, được 93 thành viên khác của Đảng Cộng Hòa đồng ý. Ngày 24 tháng 8, sau nhiều tháng có suy đoán rằng một biện pháp như vậy sắp được đưa ra, Tổng thống Joe Biden đã thông báo xóa khoản nợ vay sinh viên của chính phủ liên bang lên đến 20.000 đô la cho những người nhận trợ cấp liên bang Pell Grant và 10.000 đô la cho những người đi vay có thu nhập dưới 125.000 đô la mỗi năm. Bức thư lưu ý rằng, hồi tháng 7 năm 2021, bà Pelosi đã tuyên bố Tổng thống Joe Biden không có thẩm quyền để cung cấp khoản giảm nợ cho sinh viên trên phạm vi rộng như vậy. Bức thư trích dẫn lời của bà Pelosi nói rằng, mọi người nghĩ rằng Tổng thống Hoa Kỳ có quyền trong việc xóa nợ. Ông ấy không có. Ông ấy có thể trì hoãn, ông ấy có thể giãn tiến độ, nhưng ông ấy không có quyền đó. Đó là một hành động của Quốc hội. Việc xóa nợ sẽ không giải quyết được vấn đề ngoài những gì mà họ được gọi là sự lạm quyền hành pháp quá mức của Tổng thống Joe Biden cho hành động này của ông là bất hợp pháp. Những thành viên của Đảng Cộng Hòa đồng ý ký tên cũng cho rằng việc xóa nợ chỉ làm tăng thêm chi phí giáo dục đại học. Việc xóa bỏ khoảng 300 tỷ đô la sẽ làm tăng chi phí giáo dục đại học khiến vấn đề mà Tổng thống Joe Biden vờ như muốn giải quyết càng thêm bế tắc. Đáng chú ý là kế hoạch của ông không có bất cứ cơ quan hợp pháp đáng tin cậy nào thực hiện một chính sách như vậy. Bức thư đã tiếp tục cho biết các nhánh lập pháp và hành pháp đều có quyền hạn được xác định theo hiến pháp. Ông Hines cho biết không có điều khoản nào trong hiến pháp cũng như không có bất cứ đạo luật nào của Quốc hội, kể cả đạo luật giáo dục đại học, cho phép Tổng thống hoặc Bộ trưởng Giáo dục có quyền đơn phương xóa nợ sinh viên. Mặc dù chúng ta có thể bất đồng về nhiều điều, nhưng tuyên bố của bà hồi tháng 7 năm 2021 là đúng. Ông Hines đã viết cho bà Pelosi, việc xóa nợ sinh viên của Tổng thống Joe Biden là vi hiến và bất hợp pháp. Ông kêu gọi bà Pelosi hãy hành động ngay lập tức để bảo vệ hiến pháp của chúng ta và bảo vệ quyền lực của nhánh lập pháp. Nữ ca sĩ Jennifer Lopez chỉ trích khách dự đám cưới. Jennifer Lopez rất tức giận khi một vị khách mời đã quay lén cảnh cô hát tặng Ben Affleck trong đám cưới và bán lại cho các kênh truyền thông. Theo People, ngày 29 tháng 8, cô đã lên tiếng sau khi biết đoạn video cô hát tặng cho chồng trong tiệc cưới ở Georgia tuần trước bị bán cho TMZ. Đó là hành động trái phép. Ai đó đã lợi dụng khoảnh khắc riêng tư của chúng tôi. Tôi không rõ người ta lấy đoạn video đó từ lâu vì đã yêu cầu khách mời ký cam kết bảo mật và đề nghị không chia sẻ hình ảnh. Cô nói thêm, những điều riêng tư tôi muốn công bố sẽ được đăng trên website On The JLo. Tôi sẽ làm điều đó khi cảm thấy sẵn sàng. Đoạn video đó không có sự cho phép của chúng tôi và được bán để kiếm tiền. Cảm ơn các bạn đã quan tâm. Tôi yêu mọi người. Trong đoạn video trên TMZ, Ben Affleck đã ngồi trên ghế và lắng nghe vợ hát tặng cho một ca khúc mới, Can't Get Enough. Nội dung lấy cảm hứng từ mối tình của hai người. Trong đó thì Lopez đã viết, em có thể cảm thấy niềm đam mê trong đôi mắt anh. Em vẫn luôn yêu anh. Ben Affleck cũng đã cùng vợ hát đoạn điệp khúc của bài hát này.
Mỹ lo ngại về số phận rác thải hạt nhân ở Ukraine. Tổng giám đốc Chris Sine của công ty năng lượng Mỹ Holtec International cho biết công ty tham gia sâu vào chương trình hạt nhân của Ukraine và dành cho cơ sở lưu trữ chất thải hạt nhân của công ty Energodom của Ukraine sự giúp đỡ quan trọng. Công ty nhà nước Ukraine Energodom là đơn vị điều hành 4 nhà máy điện hạt nhân đang hoạt động tại nước này. Hệ thống bao gồm các nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, Brovno, Nam Ukraine và Khmelnytsky. Công ty Holtec International có trụ sở tại Mỹ chuyên về thiết bị cho ngành năng lượng, trong đó có sản xuất thiết bị để giải quyết nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng. Công ty của chúng tôi đã tham gia vào chương trình hạt nhân ở Ukraine. Hiện nay chúng tôi vẫn duy trì việc hỗ trợ Energotum để quốc gia này có thể tiếp tục vận hành các nhà máy điện hạt nhân và lưu trữ nhiên liệu đã qua sử dụng tại các nhà máy điện hạt nhân của mình. Bởi vì cơ sở lưu trữ tập trung nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng mà Energodom xây dựng với sự giúp đỡ của chúng tôi nằm quá gần với biên giới của Belarus. Theo ông, hiện nay cần phải có một giải pháp thay thế để lưu trữ một phần nhiên liệu đã qua sử dụng tại nhà máy điện hạt nhân Grodno, Nam Ukraine và Khmelnytsky cho đến khi chấm dứt xung đột. Liên minh châu Âu cung cấp 5 triệu viên thuốc phòng chống phóng xạ cho Ukraine. Liên minh châu Âu sẽ cung cấp cho Ukraine 5.500.000 viên potassium iodide khi giao tranh quanh nhà máy điện Zaporizhia có thể tiềm ẩn nguy cơ thảm họa hạt nhân. Ủy ban châu Âu cho biết đã nhận được yêu cầu về thuốc potassium iodide từ chính phủ Ukraine. Đây là loại thuốc có thể giúp người dân ngăn nguy cơ nhiễm xạ trong trường hợp thảm họa hạt nhân xảy ra. Khi có một tai nạn hạt nhân, iodide phóng xạ có thể phát tán qua không khí và được hấp thu trong tuyến giáp khi hít phải không khí nhiễm xạ hoặc qua đường ăn uống. Thuốc potassium iodide sẽ chặn hấp thu iodide phóng xạ trong tuyến giáp và giảm nguy cơ ung thư tuyến giáp. Liên minh châu Âu cho biết việc tặng 5.500.000 viên thuốc được xem như là biện pháp phòng ngừa nhằm tăng mức độ bảo vệ người dân xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, nằm trong khu vực mà Nga kiểm soát ở miền nam Ukraine. Ủy viên phụ trách quản lý khủng hoảng Ủy ban châu Âu đã cho biết là Liên minh châu Âu đang ưu tiên giao thuốc này cho Ukraine để bảo vệ người dân trong trường hợp tiếp xúc với mức độ phóng xạ cao. Nhà máy điện hạt nhân không nên bị biến thành nơi giao tranh. Tính mạng dân thường bị đe dọa là điều không thể chấp nhận được. Thổ dân cuối cùng của bộ lạc Brazil qua đời. Thổ dân Brazil với biệt danh người đàn ông sống trong hố đã qua đời sau 26 năm sống cô độc kể từ khi bộ lạc bị diệt vong. Thổ dân Brazil được tìm thấy chết trên võng trong một túp lều ở vùng lãnh thổ của người dân bản địa Tanaru ở tiểu bang Rondônia, giáp với biên giới Bolivia vào ngày 23 tháng 8. Quỹ thổ dân quốc gia Brazil FUNAI ngày hôm qua đã cho biết, ông được cho là đã sống 26 năm hoàn toàn biệt lập với thế giới bên ngoài kể từ khi toàn bộ thành viên khác trong bộ lạc bị lâm tặc và những kẻ khai thác mỏ trái phép sát hại. Người đàn ông đã từ chối mọi liên lạc với thế giới bên ngoài, sống tự cung tự cấp trong rừng bằng cách săn bắn trồng trọt. Biệt danh người đàn ông sống trong hố bắt nguồn từ thói quen đào hố sâu trong những túp lều của ông để có thể bẫy động vật hoặc là ẩn náu. Ông đã sống trong vùng lãnh thổ nằm trong những trang trại gia súc lớn, luôn bị lâm tặc và thợ mỏ trái phép đe dọa tại một trong những nơi nguy hiểm nhất của rừng Amazon. Giới chức của Brazil không tiết lộ nguyên nhân cái chết của ông cũng như tuổi của người thổ dân này, nhưng mà cho biết không có dấu hiệu bạo lực hoặc là vật lộn nào. Họ cũng không tìm thấy bằng chứng về sự hiện diện của bất cứ ai khác trong nhà hoặc xung quanh khu vực người này đang sống. Mọi thứ chỉ ra rằng cái chết là do nguyên nhân tự nhiên, theo FUNAI. Cơ quan chính phủ thuộc Bộ Tư pháp Brazil chuyên giải quyết những vấn đề của người dân bản địa. Truyền thông địa phương cho biết thi thể của người đàn ông được phủ một lớp lông vẹt, khiến một chuyên gia suy đoán rằng có thể ông đã biết mình sắp qua đời và tự tay chuẩn bị hậu sự. Dữ liệu gần đây của chính phủ Brazil cho biết khoảng 800.000 người bản địa thuộc hơn 300 bộ lạc khác nhau sống ở nơi này. Hơn một nửa số đó sống trong rừng Amazon và nhiều người đang bị đe dọa từ các nhóm khai thác lâm sản trái phép. Tỷ phú châu Á đầu tiên trở thành người giàu thứ ba trên thế giới. Tỷ phú Ấn Độ Gautam Adani trở thành người châu Á đầu tiên vươn đến vị trí thứ ba trong số các tỷ phú giàu nhất thế giới, dù tên tuổi ông ít nổi tiếng ở nước ngoài vài năm trước đây.
Theo Bloomberg, vào ngày 30 tháng 8, tỷ phú Ấn Độ Gautam Adani đã trở thành người giàu thứ ba thế giới và là người châu Á đầu tiên xếp ở vị trí danh sách của các tỷ phú của Bloomberg, bỏ học đại học, thử vận may bằng cách buôn kim cương trước khi chuyển qua than đá và xây dựng một trong những tập đoàn lớn nhất. Tỷ phú 60 tuổi này đã xếp ở vị trí mà người đồng hương Mukesh Ambani thuộc tập đoàn Reliance Industries hay là tỷ phú Jack Ma chưa từng làm được. Đối với khối tài sản 137,4 tỷ đô la, ông Adani đã vượt qua chủ tịch LVMH Bernard Arnault và đang bám theo hai vị trí dẫn đầu của tỷ phú Elon Musk và Jeff Bezos. Trong nhiều năm qua, theo ông Adani đã mở rộng tập đoàn Adani, đầu tư vào nhiều lĩnh vực từ trung tâm dữ liệu cho đến xi măng, truyền thông và alumin. Giờ đây thì tập đoàn Adani sở hữu công ty tư nhân lớn nhất trong lĩnh vực điều hành cảng biển và cảng hàng không, phân phối gas trong nhiều thành phố và khai thác than. Trong khi cảng Cameco tại Úc bị nhiều nhà hoạt động môi trường chỉ trích, tập đoàn này vào tháng 11 năm 2021 đã cam kết đầu tư 70 tỷ đô la trong lĩnh vực năng lượng xanh để trở thành nhà sản xuất năng lượng tái tạo lớn nhất thế giới. Tin từ Ấn Độ, cô gái 19 tuổi từ chối cầu hôn bị thiêu sống. Cái chết của cô gái 19 tuổi Ankita đã gây ra làn sóng giận dữ khắp Ấn Độ, quốc gia nhiều lần ghi nhận các vụ bạo lực nhằm vào phụ nữ và trẻ em gái, khi vào ngày 30 tháng 8 được cảnh sát Ấn Độ lập đội điều tra đặc biệt sau vụ việc một cô gái Ấn Độ bị thiêu sống bởi một chàng trai từng cầu hôn cô nhưng bị từ chối. Nạn nhân là Ankita 19 tuổi, là học sinh lớp 12 tại huyện Dumka thuộc bang Jharkhand. Cảnh sát cho biết nghi phạm là người cùng sống trong khu vực, đổ dầu quả qua cửa sổ lên người nạn nhân trong khi cô đang ngủ trong nhà vào ngày 23 tháng 8. Nạn nhân đã tử vong vào ngày 28 tháng 8 do vết thương quá nặng. Hai sĩ quan cấp cao đã được điều đến thị trấn và họ sẽ phối hợp với chỉ huy cảnh sát huyện trong quá trình điều tra. Người phát ngôn của lực lượng cảnh sát đã cho biết, ông cũng đã tiết lộ nghi phạm và đồng phạm đã bị bắt giữ. Cái chết của Ankita đã gây ra làn sóng giận dữ trên khắp Ấn Độ. Cái chết của cô ấy đã khiến cho mọi người Ấn Độ phải cúi đầu xấu hổ. Ông Rahul Gandhi, lãnh đạo đảng Quốc đại Ấn Độ viết trên Twitter, cần thiết lập môi trường an toàn cho phụ nữ khắp đất nước. Trong khi đó, thì các tổ chức Hindu giáo cứng rắn tại Ấn Độ đã kêu gọi xử tử hình nghi phạm, vốn là người Hồi giáo, trong khi nạn nhân theo đạo Hindu. Tổ chức Vishwa Hindu Parishad tuyên bố đa số cộng đồng Hindu giáo sẽ xuống đường biểu tình nếu giới chức không hành động đúng mức. Trong khi đó, cựu thống đốc Jharkhand Rahubar Das của Đảng Nhân dân Ấn Độ BJP tuyên bố chính quyền tiểu bang thiếu nhạy cảm, đảng BJP sẽ xuống đường nếu yêu cầu không được đáp ứng, ông Das tuyên bố theo India Today. Tòa Bạch Ốc cho biết các chiến hạm của Mỹ sẽ tiếp tục đi vào eo biển Đài Loan. Chiến hạm của Mỹ sẽ tiếp tục đi vào eo biển Đài Loan. Washington coi những hành động như vậy là chủ yếu tăng cường an ninh trong khu vực. Washington coi những hành động như vậy là yếu tố tăng cường an ninh trong khu vực. Thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc Jean-Pierre đã tuyên bố. Đúng vậy, vào ngày 28 tháng 8, chiến hạm chúng tôi đã đi vào eo biển Đài Loan theo lịch trình. Chuyến đi hoàn toàn tuân thủ luật pháp quốc tế và thể hiện cam kết của chúng tôi về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Chúng tôi dự định sẽ tiếp tục bay trên không, bơi trên biển và đi trên bộ ở những nơi luật pháp quốc tế cho phép và phù hợp với các nguyên tắc tự do hàng hải. Bà nhấn mạnh rằng đường lối ứng xử như vậy, theo ý kiến của bà, đáp ứng các mục tiêu của Washington trong việc bảo vệ an ninh và ổn định khu vực. Đồng thời thì bà cũng nói thêm rằng Washington không từ bỏ chính sách một Trung Quốc nhưng sẽ bảo vệ các lợi ích của Đài Loan về an ninh. Về vấn đề này, bà nhắc lại chuyến đi của hai tàu tuần dương hạm mang hỏa tiễn thuộc Hải quân Hoa Kỳ đã đi qua eo biển Đài Loan vào cuối tuần trước. Đài Loan bắn cảnh báo phi cơ không người lái của Trung Quốc. Lực lượng Đài Loan lần đầu tiên nổ súng bắn cảnh báo một UAV Trung Quốc áp sát chốt đầu tiên ở quần đảo Kim Môn. Chen Trương Xuân, một phát ngôn viên của Bộ Chỉ huy Phòng thủ Kim Môn cho biết, lực lượng của họ đã bắn cảnh cáo chiếc phi cơ không người lái UAV của Trung Quốc đang tiếp cận đảo Edan vào khoảng 6 giờ chiều. Sau khi khai hỏa pháo sáng để xua đuổi, chiếc UAV sau đó quay trở lại phía Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên Đài Loan nổ súng bắn cảnh cáo UAV của Trung Quốc trong bối cảnh rất đang căng thẳng giữa Bắc Kinh và Đài Loan. Đài Loan trước đó phàn nàn về việc UAV của Bắc Kinh liên tục tiếp cận các hòn đảo nhỏ mà Đài Loan kiểm soát gần bờ biển Trung Quốc, trong đó gần nhất là đảo Kim Môn, nơi cách Hạ Môn của Trung Quốc khoảng 3 cây số. Trung Quốc chưa bình luận về thông tin này.
Ngày 29 tháng 8, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bác bỏ những phàn nàn của Đài Loan về những phi cơ không người lái, cho rằng đây là vấn đề không đáng làm ầm ĩ. Phát biểu trong chuyến thăm lực lượng đồn trú trên đảo Bành Hồ, lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đã chỉ trích Trung Quốc về các phi cơ không người lái và hoạt động quân sự ở vùng xám khác. Chúng tôi sẽ không kích động tranh cãi và chúng tôi cũng sẽ tự kiềm chế, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi không phản ứng. Bà nói thêm rằng đã ra lệnh cho lực lượng hòn đảo thực hiện các biện pháp đối phó cần thiết và mạnh mẽ để bảo vệ vùng trời. Đảo Kim Môn do Đài Loan kiểm soát nằm rất gần bờ biển Trung Quốc đại lục. Căn cứ trên đảo có nhiệm vụ giám sát hoạt động của không quân Trung Quốc trong khu vực. Cơ quan phòng vệ Đài Loan đánh giá quần đảo Kim Môn là một trong những mục tiêu có khả năng bị quân đội Trung Quốc tiến đánh đầu tiên nếu như nổ ra xung đột. Tin Việt Nam, cựu bí thư tỉnh Bình Dương Trần Văn Nam bị tuyên phạt 7 năm tù. Cựu bí thư tỉnh Bình Dương Trần Văn Nam cùng 27 bị cáo bị tuyên án trong vụ bán rẻ đất vàng gây thiệt hại 5.700 tỷ đồng. Chiều ngày 30 tháng 8, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án 28 bị cáo trong vụ bán rẻ đất vàng gây ra tại Tổng Công ty Sản xuất xuất nhập khẩu Bình Dương là Tổng Công ty 3 tháng 2 và một số đơn vị liên quan gây thiệt hại hơn 5.700 tỷ đồng. Hội đồng xét xử tuyên phạt 22 bị cáo phạm tội vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Trong đó, bị cáo Trần Văn Nam là cựu bí thư tỉnh ủy và Trần Thanh Liêm, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng bị phạt 7 năm tù. Phạm Văn Cành, cựu phó bí thư thường trực tỉnh ủy Bình Dương, 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Nguyễn Đại Dương, nghề nghiệp kinh doanh, 5 năm tù. Ba bị cáo bị tuyên phạm tội tham ô tài sản, Võ Hồng Cường, chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần Hưng Vượng, 5 năm tù. Trần Đình Như Ý, chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển và Nguyễn Thục Anh, cựu chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển, cùng 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Ba bị cáo bị tuyên vi phạm cả hai tội là Nguyễn Văn Minh, cựu chủ tịch tổng công ty 3 tháng 2, lần lượt bị tuyên là 14 năm tù và 13 năm tù. Tổng hợp hình phạt là 27 năm tù. Huỳnh Thanh Hải, chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn MTV đầu tư và quản lý dự án Bình Dương, bị tuyên phạt lần lượt là 9 năm tù và 8 năm tù, tổng cộng hình phạt là 17 năm tù. Trần Nguyên Vũ, cựu tổng giám đốc tổng công ty sản xuất xuất nhập khẩu Bình Dương sau khi cổ phần hóa, gọi tắt là tổng công ty 3 tháng 2 cổ phần, bị tuyên phạt là 12 năm tù và 11 năm tù, tổng hình phạt là 23 năm tù. Năm 2012 đến năm 2013, ông Trần Văn Nam với cương vị là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân của tỉnh đã ký quyết định giao hai khu đất 43 hectare và 145 hectare cho Tổng Công ty 3 tháng 2 theo hình thức có thu tiền sử dụng đất. Tuy nhiên, các bị cáo là lãnh đạo, cán bộ tại Cục Thuế và Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh lại tham mưu đề nghị áp dụng đơn giá từ năm 2006 thay vì năm 2012, độ trễ đến 6 năm để thu tiền sử dụng đất. Ông Nam nhận thức được đề nghị này trái quy định nhưng vẫn quyết định cho thực hiện. Hậu quả, ngân sách đã bị thất thoát hơn 760 tỷ đồng vì không thu đủ tiền sử dụng đất. Quá trình thực hiện dự án, bị cáo Nguyễn Văn Minh và đồng phạm đã chuyển nhượng trái phép khu đất 43 hectare và 30% vốn góp của Tổng Công ty 3 tháng 2 tại Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng Tân Phú. Các bị cáo là lãnh đạo tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh bị cáo buộc đã không ngăn chặn hành vi sai phạm của bị cáo Minh. Thậm chí một số bị cáo còn hợp thức hóa thủ tục để bị cáo Minh hoàn tất chuyển nhượng và tài sản nhà nước sang công ty của con rể mình và bán ra cho tư nhân. Hành vi này của các bị cáo gây thất thoát hơn 984 tỷ đồng. Khi thực hiện cổ phần hóa Tổng Công ty 3 tháng 2 với hành động vụ lợi, bị cáo Nguyễn Văn Minh đã sắp xếp đưa hai công ty sân sau của gia đình tham gia liên doanh tại dự án khu đất 145 hectare. Bị cáo Minh đã kêu cấp dưới của mình loại khu đất trên ra khỏi giá trị doanh nghiệp trong quá trình cổ phần hóa, đồng thời cố ý chuyển nhượng khu đất đó với thủ đoạn góp vốn bằng quyền sử dụng đất vào một công ty khác. Cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh là Trần Thanh Liêm cùng một số bị cáo tại Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Tài chính Bình Dương dù đã biết rõ khu đất 145 hectare phải được đưa vào xác định giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa nhưng vẫn đồng ý ký quyết định và phê duyệt. Cơ quan tố tụng xác định hành vi phạm tội của các bị cáo gây thiệt hại hơn 4.000 tỷ đồng. Chưa dừng lại, các bị cáo Nguyễn Văn Minh còn chỉ đạo một số người khác, bao gồm con gái là Nguyễn Thục Anh, chuyển nhượng 19% cổ phần công ty Tân Thành cho Tổng Công ty 3 tháng 2 cổ phần.
bằng việc nâng trị giá doanh nghiệp lên nhiều lần, các bị cáo đã chiếm đoạt số tiền hơn 815 tỷ đồng. Với khu đất 145 ha, quá trình xét xử, tỉnh ủy Bình Dương cho hay đơn vị này đã cùng các bên liên quan thống nhất trả lại khu đất cho tỉnh ủy. Tỉnh ủy sẽ hoàn trả cho các cổ đông toàn bộ phần góp vốn. Liên đoàn Nhà báo Quốc tế lên án pháp lệnh mới của Việt Nam hạn chế quyền tác nghiệp của nhà báo tại tòa. Liên đoàn Nhà báo Quốc tế là IFJ vừa lên tiếng kêu gọi chính phủ Việt Nam tránh xâm phạm quyền của các nhà báo được đưa tin về các phiên tòa sau khi Quốc hội ở Hà Nội thông qua một pháp lệnh mới gây tranh cãi về việc xử phạt nhà báo ghi âm, ghi hình tại tòa nếu không được phép. Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam vào ngày 19 tháng 8 thông qua pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng, trong đó quy định rằng các nhà báo có thể bị phạt đến 15 triệu đồng nếu ghi âm, ghi hình hoặc ghi hình có âm thanh hội đồng xét xử mà không được sự đồng ý của chủ tọa phiên tòa. Quy định mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9, còn buộc các nhà báo phải xin phép mới được ghi âm hoặc ghi hình người tham gia tố tụng. Trong dự thảo đưa ra lấy ý kiến ngày 15 tháng 8, Thường vụ Quốc hội còn đưa vào quy định phạt các nhà báo livestream phiên tòa mà không được sự cho phép của chủ tọa. Nhưng quy định này không được nhắc đến trong pháp lệnh được thông qua sau đó 4 ngày, sau khi vấp những phản đối từ công chúng và giới báo chí. Tuy nhiên, tại cuộc họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước về pháp lệnh mới, Phó Chánh án Thường Trực Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Trí Tuệ cho biết rằng nhà báo livestream ở phiên tòa sẽ bị xử phạt nặng hơn ghi âm, ghi hình mà không được sự đồng ý của chủ tọa phiên tòa. Theo Cổng Thông tin Điện tử Quốc hội Việt Nam, không rõ quy định này có được bổ sung vào pháp lệnh mới sắp có hiệu lực hay không. Khi đưa ra dự thảo pháp lệnh, ông Tuệ đã nói rằng việc ban hành một văn bản pháp luật như vậy sẽ tạo điều kiện giải quyết các nhiệm vụ nhanh chóng, hiệu quả, đúng pháp luật. Trước thực tiễn, các hành vi cản trở hoạt động tố tụng xảy ra ngày càng nhiều, gây khó khăn cho việc giải quyết vụ việc, ảnh hưởng đến chất lượng cũng như tính tôn nghiêm và quyền quy của tư pháp. Đã có những tranh cãi trong công chúng, chuyên gia, giới báo chí, luật sư và ngay cả các nhà lập pháp ngay từ khi dự thảo pháp luật được đưa ra. Họ cho rằng việc xử phạt nhà báo ghi âm, ghi hình phiên tòa mâu thuẫn với các luật khác và cản trở quyền tác nghiệp của các nhà báo. Theo pháp lệnh mới, các nhà báo phải xin phép ghi âm, ghi hình tại tất cả phiên tòa hành chính, dân sự và hình sự. Luật báo chí Việt Nam quy định nhà báo có quyền được hoạt động nghiệp vụ báo chí tại các phiên tòa xét xử công khai, được bố trí khu vực riêng để tác nghiệp, được liên lạc trực tiếp với người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng để lấy tin, phỏng vấn. Theo ông Nguyễn Công Phú, nguyên phó chánh án Tòa Kinh tế Tòa án Nhân dân của Sài Gòn, nói rằng luật báo chí có giá trị pháp lý cao nhất, điều chỉnh vấn đề hoạt động báo chí. Nguyên phó chánh án tòa còn cho rằng hành vi phát trực tiếp trên không gian mạng, tức là livestream, không có trong quy định trong tất cả các luật hay bộ luật, cũng như không gây cản trở hoạt động tố tụng tại phiên tòa. IFJ trong một thông cáo báo chí đưa ra ngày 25 tháng 8 nói rằng tổ chức này lên án các hành động có thể làm suy yếu quyền tự do báo chí và thúc giục chính quyền Việt Nam tránh xâm phạm quyền này của nhà báo trong nước. Tổ chức lớn nhất của các nhà báo trên thế giới có trụ sở ở Brussels của Bỉ nói rằng các nhà báo đóng một vai trò quan trọng trong việc truyền đạt thông tin chi tiết của các phiên tòa vì lợi ích cộng đồng và phải có khả năng làm việc tự do và độc lập. Rồi, tin chính đã hết. Giờ tới phần tin phụ nha. Ta-da-n. Tin phụ hôm nay tin phụ gì? À, hồi sáng hát cái bài gì? Cây đàn bỏ quên, được khen quá trời luôn nha. Đúng là Lộc với Loan cũng hơi uống thuốc liều đó quý vị. Cái bài hát này Lộc chưa bao giờ từng hát. Bởi vậy mình cũng giống như là uống thuốc liều. Thì uống thuốc liều gửi cho quý vị 10 thang thuốc bổ. Đúng là một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Mà sáng lần chọc Lộc luôn nói là 20 thang luôn. Lộc nói lại là 30 thang luôn. Càng tăng nhiều thuốc cười, càng nhiều thì càng tốt. Rồi bây nè, nay cho nhiêu thang đây? Không biết. Hên xui đi ha quý vị ha. Nhiều khi tụi mình nói chuyện qua lại gì mà cũng tạo ra cái nụ cười cho quý vị khán giả và tạo ra một cái không khí nó thoải mái quý vị ha. Chứ nhiều khi chuyện cười là chuyện nhỏ, chủ yếu là Lộc với Loan nói chuyện. Nhất là Loan mà kê Lộc chắc quý vị thích lắm phô. Đừng có kê nữa, Loan kê hoài Lộc bị ê mặt. Rồi nay là chuyện gì đây? À chuyện hơi mới mới nha. Chuyện mới hả? Ừ. Ông chồng mới bước vào nhà, bà vợ cằn nhằn. Cái gì mà chiếc xe mới mua, mới chạy được có 5.000 mai à, mà ông đổi chiếc xe khác là làm sao?
Người chồng trả lời: thì bên hàng xóm người ta nói chiếc xe nó màu xấu quá, tôi đổi màu khác cho nó đẹp hơn. Nghe lời hàng xóm quá ha. Mai mốt á, hàng xóm nói vợ xấu á, rồi đổi vợ luôn á, rồi cũng đổi nữa ha. Cũng dám lắm mà. Cái gì? Ông vừa nói cái gì? Tôi đâu nói gì đâu. Tôi nói sao dám. Anh này đi ra xa một chút, vừa là cầm cái khăn á, vừa lao chiếc xe và hát bài hát. Ước gì tê đê đê tê tê, ước gì. Ước gì hàng xóm chê tiếng đi phải không? Chắc khó rồi nha. Mấy chuyện vui thôi nha quý vị. Ok, ngày hôm nay Lộc và Loan kính gửi quý vị một số thông tin và nụ cười nho nhỏ. Kính chúc quý vị một ngày thật yên vui và tràn đầy hạnh phúc. Loan Lộc cảm ơn quý vị rất nhiều đã yêu thương và chia sẻ chương trình của Loan và Lộc, và luôn mong nhận được like, share, subscribe và view từ quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xe mình mà cũng xấu em mình, chắc đổi xe rồi.